Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi tháng 8 âm lịch của những người tuổi Mão, tháng mới khó khăn về tài chính. Kính thưa quý vị và các bạn, tháng 8 âm lịch năm 2021 Tân Sửu bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 năm 2021 đến ngày 5 tháng 10 năm 2021 dương lịch. Đây là tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu, thiên can Đinh thuộc ngũ hành hỏa, địa chi Dậu thuộc ngũ hành kim. Đặc trưng của tháng là có sự xung đột giữa ngũ hành, thái tuế, thiên khắc, địa sinh. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ tiết khí Bạch Lộ, kết thúc tại tiết khí Hàn Lộ, còn được gọi là tháng Đinh Dậu. Sau Bạch Lộ thì kim khí bắt đầu chuyển vượng, kim sinh cho thủy nên những người mạng kim, mạng thủy sẽ được chuyển tốt. Những người kỵ kim, kỵ thủy thì vận thế có phần không thuận lợi. Và để tìm hiểu chi tiết về tử vi tháng 8 âm lịch của những người tuổi Mão sẽ như thế nào, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng kênh Tử Vi đón xem trong video dưới đây nhé. Khi bước sang tháng 8 âm lịch, vấn đề cảm xúc ảnh hưởng rất nhiều từ cuộc sống, công việc cho tới mối quan hệ của những người tuổi Mão. Bạn nên thích nghi và điều chỉnh sớm thì mới tránh được những rắc rối, bởi vì hầu hết chúng là do chính bạn gây ra mà thôi. Trong tháng 8 âm lịch, nguyệt lệnh lâm vào đất bệnh cho thấy khoảng thời gian này bản mệnh có phần bảo thủ, không chịu lắng nghe. Nếu ai chỉ ra điểm chưa tốt, cần thay đổi là con giáp tuổi Mão bắt đầu hờn giận. Việc này gây ảnh hưởng khiến cho mọi người không dám tiếp cận bạn nữa. Ngoài ra, sức khỏe của mệnh trong tháng này cũng khá đáng lo ngại, không được lơ là việc chăm sóc bản thân. Tuổi Mão hãy lắng nghe cơ thể của mình để có thể có cách điều chỉnh sao cho phù hợp. Đừng nghĩ rằng mình vẫn còn khỏe mà ăn uống thiếu kiểm soát, ngủ nghỉ không đầy đủ. Với những người đã có gia đình, hãy cố gắng học cách lắng nghe nhiều hơn. Việc này giảm thiểu được sự căng thẳng trong chuyện tình cảm. Còn nếu cứ áp đặt ý kiến của mình thì chỉ càng nhận được sự chống đối của người ấy mà thôi. Trong tháng này, hữu bật ghé thăm rất đúng lúc, giúp cho bản mệnh chống đỡ lại các hung tinh mang tới những điểm xui xẻo. Dù gặp sao xấu, tuy vẫn có cái tốt, thế nhưng nếu những người tuổi Mão suy nghĩ lạc quan tích cực thì không có gì phải lo lắng cả. Xét chi tiết về sự nghiệp. Sự nghiệp của những người tuổi Mão nhìn chung trong tháng này thuận buồm xuôi gió khi mà có sao thiên ấn giúp sức, nhất là với những người có tầm nhìn xa trông rộng. Tuổi Mão luôn cảm thấy lo lắng hoặc hào hứng với những điều xảy ra trong tương lai. Do đó, tuổi Mão luôn có kế hoạch chuẩn bị thật tốt cho mình trong cả những trường hợp mọi thứ không được như ý. Do ngũ hành xung khắc, ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ của những người tuổi Mão ở nơi công sở, dễ có tranh cãi, có thể vì sự yếu kém của ấy đó khiến cho bạn phải bực mình. Thế nhưng bạn nên hiểu rằng năng lực mỗi người khác nhau, bạn cũng có những ưu khuyết nhất định cơ mà. Trong tháng 8 âm lịch, thất xích bay về trung cung dự báo có thể bạn sẽ gặp phải kiện tụng, tài tiếng, thị phi. Do đó, tuổi Mão đừng nên cứng đầu, vì như vậy càng thêm thiệt thân. Nếu nhún nhường một chút thì sóng gió mới sớm qua đi. Hãy nhớ rằng một điều nhịn bằng 9 điều lành. Tuổi Mão hãy thôi ngay việc đôi co với đồng nghiệp chỉ vì không thống nhất được điều gì. Việc lên làm đó chính là việc hỏi, tham khảo ý kiến của mọi người. Sau đó, cùng nghĩ ra giải pháp để có thể đưa ra quyết định cuối cùng sao cho phù hợp nhất. Quan trọng nhất là thái độ cầu thị và mục đích chung bạn nhé. Mỗi lần có sự xung đột là tâm trạng của bạn lại trở nên chán nản, thiếu đi nhuệ khí trong làm việc. Trong khi đó, tốc độ làm việc đang rất cần đẩy cao lên. Thế nhưng may mắn dành cho những người tuổi Mão là sau đó lại có người mang lại cho bạn động lực. Nhờ thế mà bất chấp những trở ngại có thể xuất hiện trong tháng này, bản mệnh vẫn đạt được những thành công và có những chuyển biến tích cực đáng khen ngợi trong cả đời sống cá nhân lẫn công việc. Xét về phương diện tài lộc, tình hình tài lộc của những người tuổi Mão trong tháng này có chút khó khăn hơn những tháng trước khi kế hoạch tiết kiệm của bạn lúc này dễ bị phá vỡ vì một sự cố nào đó. Người tuổi Mão kiếm được rất nhiều tiền, thế nhưng có vẻ cả tin nên rất dễ mất tiền. Lời khuyên dành cho những người tuổi này trong tháng 8 đó là tránh những quyết định vội vàng, những quyết định hoàn toàn sai lầm có thể dẫn đến những vấn đề rắc rối. Tuổi Mão nên tối ưu hóa lợi nhuận thông qua các biện pháp đầu tư thận trọng.
những người đang có ý định đầu tư vào bất động sản thì cần phải hết sức thận trọng trong giai đoạn này. Trong tháng này, thêm sự ảnh hưởng của đại hao hung tinh, dự báo có nhiều khoản chi phát sinh lớn, có thể liên quan đến sức khỏe của bản thân hoặc người thân trong gia đình, hoặc là có người cần hỗ trợ mà bạn không thể từ chối được. Nếu đó là khoản không thể tránh được, tuổi Mão hãy cứ vui vẻ, lạc quan và tin rằng rồi mình sẽ tiết kiệm lại và sớm có được khoản tiền ấy mà thôi. Xét về phương diện tình duyên và tình cảm, chuyện tình duyên và tình cảm trong tháng này của những người tuổi Mão trở nên khó gần hơn. Tuổi Mão hay giận hơn với người yêu thương của mình. Những lúc im lặng không làm cho mối quan hệ của bạn khá lên mà chỉ tăng thêm phần căng thẳng mà thôi. Trong tháng 8, Tứ Hình Xung dự báo chuyện tình cảm của bạn trong tháng này không đạt được những điều mong muốn. Có thể là vì một số vấn đề mà hai người không thể cùng nhau thống nhất ý kiến nên cứ thế cãi cọ qua lại mãi không ngừng. Việc tự ý hành động đưa ra những quyết định càng có hại cho mối quan hệ vợ chồng của bạn trong khoảng thời gian này. Vì thế, hãy cùng ngồi lại nói chuyện một cách thẳng thắn rõ ràng. Việc thống nhất tuy là khó khăn nhưng cũng đừng vì vậy mà trốn tránh. Những mối quan hệ xung quanh vẫn được cải thiện, tuổi Mão vẫn có thể nhận được sự hỗ trợ từ một người quen nào đó. Thế nhưng xem ra vì mải suy nghĩ vẩn vơ nên tuổi Mão quên mất nói lời cảm ơn hoặc có thái độ không phù hợp khiến cho người ấy phải phiền lòng. Xét về phương diện sức khỏe, trong tháng 8 âm lịch thì khía cạnh sức khỏe của những người tuổi Mão cần phải được quan tâm bởi vì một số xáo trộn tinh thần có thể gây tác động xấu đến những người tuổi Mão. Đôi khi tuổi Mão cần biết buông bỏ những vấn đề của bản thân không thể xử lý được để tâm trí được thảnh thơi, yên bình hơn. Trong tháng này, nguyệt lệnh lâm vào đất bệnh khiến sức khỏe của tuổi Mão có dấu hiệu giảm sút rõ rệt. Lý do chủ yếu là tâm lý của tuổi Mão không được tốt hay suy nghĩ tiêu cực. Những ai đang có bệnh thì nên tập trung chữa trị, dù có bước tiến triển nhỏ thôi nhưng cũng rất quan trọng. Đừng xem thường việc này bởi vì chưa có kết quả ngay. Hãy nhờ đến sự trợ giúp của những người đáng tin cậy, giúp bạn có thể bộc phát phần nào tâm trạng, năng lượng của mình theo một cách bản năng nhất. Trong tháng 8 này, tâm trạng ủ ê khiến cho bạn rất lười hoạt động, vì vậy nên dành nhiều thời gian để xem xét nội tâm và luyện tập rèn giũa tâm trí giúp cho bạn vượt lên căng thẳng, đối phó với những áp lực của cuộc sống.